Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Như Huyền Hoàng Trọng Thủy trả lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến những tin tức liên quan đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Sau khi nhìn thấy các con số bất lợi trong tháng 2 vừa rồi, chỉ số của các hãng xưởng hoạt động, đây là các chỉ số rất quan trọng để xem coi họ có làm thêm đơn đặt hàng có vào nhiều hay không, họ có làm thêm nhiều hàng hóa hay không. Thì con số này nó thấp hơn con số dự đoán một chút xíu thôi, chưa tới 1%, nhưng mà điều đó cũng khiến cho giới đầu tư lo ngại, và vì thế họ mới đầu họ nhảy vào họ mua, sau đó họ bán, và bây giờ thì họ lại nhảy vào mua trở lại, thưa quý vị. Cho nên từ sáng tới giờ là zigzag đi lên đi xuống. Dow Jones lên được 132, thị trường Nasdaq lên 16, S&P 500 lên được 6 điểm, nhưng mà xem ra không có gì là ổn định trong thị trường của ngày hôm nay cũng như là những ngày sắp tới nữa. Dầu lên được 1 đồng nhưng mà vẫn ở mức thấp 45 đồng 79 sen. Xem ra cho đến khi mà con cúm nó bị tiêu diệt thì may ra giá dầu sẽ tăng trở lại. Chứ bây giờ tình hình khắp thế giới người ta còn đang đương đầu với con cúm mà. Cho nên mua bán bây giờ nó yếu đi rất là nhiều. Vàng thì trong mấy ngày qua, từ hôm thứ Sáu là vàng còn được 1,610+ đồng ha. Thì trong một cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật qua đó, vàng buôn bán nó bị yếu đi. Nó xuống có lúc dưới 1,600. Và vàng nó rất thê thảm mấy chục đồng trong mấy ngày cuối tuần. Hôm nay thì lên trở lại, mặc dù lên được 32 đồng 50 sen, nhưng mà vẫn ở mức 1,599 đồng 20 sen một troy ounce, thưa quý vị. Chúng tôi đến ngay với quý vị trong những cái tựa đề này để chúng ta nhìn qua tổng quát về tình hình của dịch cúm coronavirus trên toàn cầu cũng như ở tại Hoa Kỳ như thế nào. Nhìn sơ qua thôi bằng những tựa đề trong những cái tin tức lớn nhất hiện nay. Thứ nhất, đây là cái tin mà khiến người ta rất là sợ, thưa quý vị. Con cúm có khả năng đã lây nhiễm suốt 6 tuần lễ vừa qua mà không ai biết. Scary. Và cái tin tức này đến từ khi cái người đàn ông trở về từ Vũ Hán đó, mà ông bị nhiễm bệnh. Cái người đầu tiên quý vị còn nhớ. Và cái người đó đến giờ phút này là 6 tuần lễ rồi. Và cái người đàn ông này có thể đã lây nhiễm cho rất là nhiều người. Đó là lý do tại sao có những người không quen biết ông, có những người chưa từng tới Trung Quốc, chẳng biết ma nào ở Trung Quốc hết, mà họ vẫn bị ở King County, ở quận King của gần Seattle, Washington State. Và King County cũng là nơi có vài chục ngàn người Việt Nam cư ngụ. Cho nên người Việt Nam trên này họ rất lo. Họ còn đi mua gạo nhiều hơn chứ nó còn hết cư dân ở quận Cam chúng ta nữa. Mà quý vị tưởng tượng 6 tuần lễ mà con cúm này không biết, thì đó là lý do CDC họ nói tất cả những tin tức mà chúng ta nghe đó, nó chỉ là cái mỏm của cái tảng băng thôi. Ở dưới là đang hoàn biển đó, là nhiều lắm. Thứ hai, CDC teams race to catch up, có nghĩa là các giới chức trong cơ quan kiểm dịch của Hoa Kỳ hiện nay đang tìm cách chạy đua với thời gian. Cố gắng làm thế nào? Thứ nhất là sản xuất ra các test kit. Và chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua họ nói là có khoảng mấy chục ngàn cái test kit đã có rồi. Cho nên catch up bây giờ để cố gắng làm sao đưa ra các kế hoạch giúp cho các bệnh viện, các cơ quan y tế địa phương có khả năng đương đầu nếu như số người bệnh nhân bị tăng đột biến và họ phải cần sự hỗ trợ của bệnh viện. HHS investigating defect in test. Cái tin tức này nó có từ tuần rồi. Một trong những cái phương cách mà thử nghiệm cái con cúm này của cơ quan CDC đó không có hiệu lực. Ngay bây giờ thì họ sửa lại. First case in Florida. Cases
Wow, cases. Not case. Đa số đó quý vị, không phải là một, mà trên một, có nghĩa là trên hai trở lên. Yeah. Rồi, patient released in San Antonio, Texas. Thành phố San Antonio có bệnh nhân sau khi bị nhiễm được trả về nhà, bây giờ thì test positive. Cái người bệnh nhân đó bây giờ lại thử nghiệm lại thấy là bị trở lại. Cái người này mới đây đó, họ có vào bệnh viện, nhưng mà sau đó bệnh viện trả về nhà. Bây giờ họ xin, giống như cái người hợp, trường hợp ở trên ở trên cái khu nào mà mới qua đây cũng đó, đó trên Seattle, lần, đó, trên đó, thứ tư mới thấy đó, được á. Đến, đến lần thứ tư mới mới có Cuffing Pope Cancel Retreat. Ông giáo hoàng ho quá trời luôn. Nhưng mà bản tin nói không phải là cúm viêm phổi, chỉ là bị cảm thôi. Nhưng mà tội nghiệp giáo hoàng, chưa thấy lúc nào mà ngài bị nặng như thế. Và đã phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dữ lắm. But in over 60 countries, 60 quốc gia, trên 60 quốc gia bây giờ đã bị nhiễm cúm rồi. Và Pháp, tin tức này quý vị nghe ngày hôm qua, bảo tàng lớn nhất thế giới và giá trị nhất thế giới Louvre đã đóng cửa luôn. Empty street ở khắp nơi, nhất là ở Milan. Hãng hàng không Delta nè, American hủy bỏ chuyến bay từ LA tới Milan. Trung tâm của thời trang thế giới. Cái tin tức này chúng ta đã nghe suốt một tuần lễ vừa rồi về Milan. Milan nằm ở phía tây của trung tâm Lombardy ở Ý đó, phía bắc của phía Ý. Bắc của Ý. Nhiều lắm chứ. West Coast Alert. West Coast là ở đâu? Là của chúng ta đây. Hiện tại mình từ California lên tới Sacramento, San Francisco là West Coast. Thêm một người nữa chết ở Washington thưa quý vị, và đây là những bản đồ mà chúng ta thấy trên nước Mỹ. Washington, Oregon, California, Arizona có người rồi. Texas thì quý vị thấy có nhiều trường hợp. Nebraska, Illinois, Wisconsin, New York, Maryland, Rhode Island, Florida. Nhưng mà chúng tôi tin rằng ngày hôm nay cái bản đồ này sẽ thêm nhiều tiểu bang khác nữa. Nevada, Utah thì chưa có. Colorado, New Mexico chưa có, Louisiana, Mississippi, Alabama chưa có. Nhưng mà dần dần, bởi vì từ đây mà nó chuyển qua nó cũng khá là gần. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, bởi vì theo dự trù là 21 sẽ rời LA để đến New York. Thì không biết tình hình sẽ như thế nào. Hơn 2 tuần. Nếu quý vị thấy không có chúng tôi ở đây, tức là chúng tôi sẽ tường trình từ New York. Còn không là chúng tôi vẫn xuất hiện ở đây, có nghĩa là chuyến đi đã bị hủy bỏ, mất tiền. Thế thì có thêm tin tức gì nữa mà? Thưa quý vị, và sáng hôm nay cái con số người nhiễm bệnh là 89.847 và số người chết là 3.069. Số người được hồi phục là 45.636. Cái con số màu xanh này tức là cái con số rất là hy vọng. Và đi theo chi tiết, ở China là thêm 42 trường hợp người chết, tổng cộng là 2.912. Ở phía nam của Bắc, phía nam Hàn đó là thêm 5 người chết, tổng cộng là 26 người bị thiệt. Nhưng mà cái con số như Huyền cho biết, trường hợp bị nhiễm bệnh mới, rồi số người đang bị nhiễm bệnh là bao nhiêu luôn? Số trường hợp, tổng cộng trường hợp là 4.335 ở phía nam Hàn. Và số trường hợp nhiễm bệnh mới là 599. Con số này rất là nhiều. Và tổng số người chết là 26. Ý rất là không tin vui là không có người chết thêm. Nhưng mà tổng số người nhiễm bệnh là 1.704. Và đa phần là ở phía Bắc nước Ý. Đó là lý do Milan đã bị đóng cửa đó, thưa quý vị. Và những cái chuyến bay nó không đi về phía bên Milan nữa của American Airlines. Phía Iran, số người chết, anh đó 12 người, nhiều hơn so với tuần trước. Nhưng mà biết sao không? Người ta tin ở Iran á, số người chết, số người nhiễm bệnh còn nhiều hơn nữa. Còn nhiều hơn nữa. Và còn khủng khiếp trong thời gian tới. Lý do chúng tôi sẽ đưa đến quý vị sau đây. Và tổng số người chết là 66. Ở bên USA thì anh Thụy nói từ sáng tới giờ là có thêm 1 người chết, 2 người chết phải không anh Thụy?
Và tổng số người bệnh là lên 88 trường hợp. Tổng số người chết là 2, nhưng mà vào sáng nay cập nhật là thêm 1 người. Và cái số trường hợp xảy ra mới người nhiễm bệnh là 13 trường hợp. Bây giờ những người bị nhiễm bệnh những nước, tất cả là 66 nước bị nhiễm bệnh. Ở Canada thì không có trường hợp nào mới hết. Đó là một cái tin vui, mặc dù là Canada trời rất là lạnh. Ở phía Việt Nam, cũng Việt Nam của mình không có trường hợp nào mới. Con số này 16 đã nằm như vậy cho tới vài tuần rồi. Thậm chí họ tuyên bố là họ đã ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan luôn đó. Yeah. Yeah. Chính phủ Hoa Kỳ cũng khen ngợi phía Việt Nam đã. Việt Nam. Cái con số 16 này nhưng nằm như vậy là... Nhưng mà tôi nghĩ trời nóng quá đó. Dạ, trời nóng quá. Cũng nó chết hết. Như là Ấn Độ cũng vậy nè, cái con số đó cũng là Ấn Độ, cái con số cũng không di chuyển từ Ấn Độ hiện tại bây giờ cũng rất là nóng ở bên đó. Cho nên mình thấy cái khu nào nóng á, nó khác hoàn toàn khó với xu lạnh. Phía Bắc của Đức Ý nó lạnh lắm, Đại Hàn lạnh, Trung Quốc, Vũ Hán lạnh hết, những chỗ nào lạnh. Cho nên mình hy vọng Nam là Hàn cũng lạnh miền Nam California, nhiệt độ mà nó ấm lên á. Trước đó Tổng thống Trump cũng đã từng tuyên bố, thứ tư tuần rồi ông nói rằng ông hy vọng cái phép nhiệm màu sẽ xuất hiện khi mà trời nó ấm lên thì rồi thì tất cả nó cũng sẽ tan biến. Tại Iran á, hồi nãy chúng tôi nói là tại sao cái con số mình rất là nghi ngờ bởi vì đến giờ phút này mặc dù là dịch cúm đã lây lan nhưng mà chính quyền, nhất là ông Khamenei, đại giáo chủ của Iran á, vẫn tuyên bố cho phép người dân đến các nơi thờ phượng và nhất là các đại lễ tôn giáo Hồi giáo bây giờ vẫn tiếp tục được hoạt động. Và hình ảnh này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cho thấy rằng rất là ghê sợ như thế nào và cái sự tắc trách, vô trách nhiệm của chính phủ liên quan đến việc đương đầu, mà nhất là quý vị biết tình trạng Iran đang bị cấm vận nó như thế nào, nó khó khăn như thế nào về y tế. Ấy vậy mà họ vẫn cho phép người dân vào trong các đền thờ Hồi giáo như thường. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.